Chào mừng anh em đến với phần 2 của cái video ép sai hai bên và gáy nhá. Đấy, thì video về phần 1 thì mình đã làm cái quá trình ép hai bên với gáy rồi. Thì sang video này mình sẽ tiến hành bo. Mình sẽ tiến hành bấm bo xung quanh để cho nó nét. Đấy. Thì cái bấm bo này nó rất là đơn giản thôi. Anh em chỉ cần có máy bấm viền, dao cạo là anh em có thể bấm được. Đấy. Hoặc là anh em có làm xong thì anh em có thể ra hàng và yêu cầu người ta bấm cho mình. Đấy, làm sao để cho nó nét, nó đẹp nhất. Đấy. Đấy, thì mẫu bo này thì có một số mẫu kiểu dáng nó hiện đại hơn, nó mới hơn, nhìn nó sắc sảo hơn. Đấy. Thì nếu như anh em thích thì anh em có thể inbox Zalo cho mình. Mình sẽ gửi những cái hình ảnh, những cái mẫu bo mới. Làm sao mà nhìn nó cá tính, mà thích kiểu lịch sự cũng có, mà thích kiểu cá tính cũng có. Đấy, mình sẽ gửi cho anh em để anh em tham khảo. Đấy, anh em có thể mang ra quán để yêu cầu thợ người ta làm cho mình. Đấy. Thì công đoạn này rất là quan trọng đấy. Người phải có cái con mắt thẩm mỹ một chút thì khi người ta bo thì nó sẽ rất là đẹp. Đấy, nhìn nó rất là thẩm mỹ. Đấy. Thì cái này thì không thể tự mình làm được, bắt buộc là mình phải nhờ tới thợ. Đấy, ngay cả mình cũng thế, mình cũng phải nhờ đến anh em thợ làm hộ cho mình. Đấy. Giờ thì nét căng rồi. Thì mình như mình đã nói thì ngoài cái tác dụng mà nó làm gọn cái hai bên này cũng như sau gáy cùng nhiều những công dụng khác, thì nó có một cái đặc trưng, tức là tóc người châu Á của mình ấy, thường thì nó không được bám lắm. Đấy, 10 bạn thì may ra chỉ được 1 đến 2 bạn mà tóc bám thôi, hầu như là tóc nó sẽ mọc theo chiều ngang này hoặc là dựng lên một chút. Đấy, cho nên khi mình ép như thế này, khi tóc nó gọn xuống rồi ấy, thì khi mình cạo như này này, đấy, cạo nét như này này, đấy, nó sẽ tạo ra cái hiệu gọi là cái một cái hiệu ứng gọi là nhìn nó có cái độ nét ấy, độ nét cao ấy. Cái điều này là cái điều mà cái tóc như cái tóc mà cắt sát vào thì không thể làm được nhá. Đấy, chỉ những cái tóc mà khi mà anh em cắt nó tầm, anh em chừa lại tầm một phân thôi. Đấy, sau đó anh em làm hoặc là dài hơn một chút. Đấy, sau đó là anh em đi bo, đi bấm cho nó nét, nó căng rồi nữa là nó nhìn khi người ta nhìn thẳng của mình như thế này, nhưng mà người ta cũng nhìn ngang nữa thì nó sẽ đẹp. Đấy, chứ không, mình đừng có quan tâm là hai bên này của mình nó gọn là xong nhá, mà khi mà mình làm như thế này, khi mình cạo nét như thế này thì khi người ta nhìn ngang và như thế này nữa, cộng với gáy nó nhìn nó rất là đẹp. Đấy, cho nên anh em lưu ý điểm này, cũng giống như việc mà anh em để ý những người mà nhất là cái người da đen ấy, cái tóc của người ta nó rất là bám với cái da đầu. Đấy, cho nên là có những cái mẫu tóc ở bên nước ngoài đấy, người ta cạo những cái mai này, những cái ấy này nó nét căng luôn, nó rất là đẹp. Đấy, đấy là cái ưu điểm của cái này nhá. Đấy, cho nên là khi cái tóc của mình này nó mọc ra này, nó sẽ mọc theo chiều ngang như thế này, đúng không? Thì khi mình nhìn vào như thế này thì nếu như mình không cắt sát thì nó sẽ xù, thì mình ép thì nó gọn là đúng rồi nhá. Nhưng mà khi mà tóc của mình, khi đây là da đầu này, khi nó mọc ra nó ngang như thế này, thì khi mình nhìn ngang như thế này thì mình sẽ xiên thẳng vào da đầu. Đấy, tức là mình khi mình nhìn như thế này thì nhìn da đầu nó trắng ẩn, đúng không? Tóc nào người nào dày thì nhìn mờ hơn một chút. Đấy, tóc nào người mà mỏng quá thì nhìn nó rõ hơn. Đấy, nên khi mình ép thì nó ép nó xuôi, nó ép xuống hết như thế này rồi, thì khi mình cạo nữa là nó nét, nhìn nó đẹp. Đấy, đấy là cái ưu điểm thứ hai. Đấy, và có hai cái ưu điểm của cái dòng thuốc ép sai này nhá. Đấy.